Android Box là thiết bị đáng lắp nhưng nhiều anh em thì vẫn chưa biết đến một cái sản phẩm mà mình nghĩ là rất phù hợp dành cho những chiếc xe như thế này. Bởi vì đối với những chiếc xe như Mazda 6 này, đây, đây là màn hình zin nhá, thì chúng ta sẽ không được uh, gọi là không có những cái thiết bị ngoại vi để chúng ta có thể sử dụng như vào mạng thì anh em chỉ việc là cắm Android Box bấm vào đây. Đấy ở đây là một chiếc màn hình Android luôn rồi và cái hay ấy, ở đây là nó có cảm biến áp suất lốp tích hợp ở trong chiếc màn hình này luôn hai cân năm hai cân năm đó rất là đều do vậy mà với những chiếc xe như thế này ấy, mình khuyên là nếu anh em không thay màn hình anh em hãy lắp cho mình một cái Android box để biến màn hình zin trở thành màn Android nhá và bây giờ ấy, mình sẽ thực hiện ra lệnh ông nói cái con này chúng ta sẽ bấm ở trên vô lăng này các bạn nhìn này bấm vào đây internet và lại. à ok vì là mình uh, sẽ phải cắm sim tí nữa nhá chờ mình sẽ cắm sim đây cái bộ android box đây anh em có nghĩa là khi mà chúng ta cắm cái android box này vào thì nó sẽ biến cái màn hình zin trở thành màn android và ở đây nữa ấy, thì nó sẽ có thêm một cái bộ cảm biến Loop cũng của chính hãng techmart luôn đấy thì chúng ta chỉ việc là cắm nối cái cắm nối này nó có cái hay của nó anh em ạ bởi vì là có nhiều anh em không cần đến Loop và chúng ta chỉ cần là lắp một cái android box thôi nếu như anh em muốn cắm thêm uh, Absolute thì anh em chỉ là cắm thêm ở cái cổng USB. Đó, cắm vào đây. Rồi, vào đây thì chúng ta có cắm SIM này. Và cắm thêm thẻ SD. Thẻ SD, đấy. Cắm SIM để vào mạng. Ok, bây giờ mình sẽ thực hiện qua nhá. Thì bình thường ấy, chúng ta nếu mà lên xe mà non thì cái Absolute nó sẽ báo ngay lập tức. Đấy, để chúng ta biết được là xe chúng ta đang non hay là đang căng. Đấy thì khi mà cắm lên chờ một tí nó sẽ hiển thị này. Ngoài ra ấy thì bây giờ mình sẽ bắt wifi nhá. Ok ở đây thì mình đã bắt cái wifi từ điện thoại của mình phát ra. Đấy, còn trên chiếc xe này thì tí nữa mình sẽ cắm sim lên đầy đủ và bây giờ khi mà cắm rồi ấy, anh em có thể phát wifi cho cả xe cùng dùng. Và mình sẽ thực hiện một số cái câu lệnh ra lệnh giọng nói nha ví dụ này. Mở video nhạc trẻ remix 2023. Đó. Thì chúng ta không cần phải chấm Đó, chấm trên màn hình Đó Rất là đơn giản luôn anh em Ngoài ra chúng ta cũng có thể nách video trên này này Đấy Nách các loại video trên này luôn Hay là Mở video Đồ. nhạc Đan Nguyên Nghe bất kỳ một ca sĩ nào Anh em thích Đấy rồi Bây giờ mình sẽ thực hiện một số cái câu lệnh nữa Ví dụ như là chỉ đường nhá Chỉ đường tới sân bay nội bài qua ứng dụng Việt Map à, Đây là cái ứng dụng cảnh báo tốc độ Rất là hay ho À đây Đấy ra luôn Ra luôn anh em Đấy Bản đồ này là bản đồ cảnh báo tốc độ Đó như vậy thì chúng ta lái không bao giờ là bạn lo chạy quá tốc độ rồi ok thì đấy là một số những cái tính năng hay ho mà mình nghĩ là chúng ta sử dụng nhiều nhất ngoài ra nó có một số cái gọi là ra lệnh giọng nói để hỏi thời tiết như thế nào giá vàng ra làm sao và một số cái câu hỏi kiểu mở rộng nữa nhưng mà mình thấy cũng không cần thiết lắm còn giới thiệu đây thì giờ vẫn giới thiệu anh em vẫn ok ví dụ này thời tiết hôm nay tại Đà Lạt thế nào Đấy. thì nó sẽ tổng hợp tin tức cho mà anh em Lâm Đồng chiều nay được dự báo là mưa nhẹ nhiệt độ thấp nhất là 16 độ C nhiệt độ cao nhất là 21 độ C cái quý nhất của cái này ấy, đó là mình thấy là gì áp suất lốp tích hợp được ở trên màn zin bình thường chúng ta đặt ở đây này ở đây ở đây đặt lung tung thế này nó sẽ hơi bị rườm rà còn khi mà có ở đây thì anh em nhìn này Đấy, con số nó rất là to Và nếu như mà có non Thì nó sẽ báo bằng âm thanh ra là xe của bạn lốp đang bị non Mà cái này là không cần phải uh, gọi là kích hoạt gì cả Mà chúng ta cắm cái qua cái Android Box Và từ cái app lốp đấy nó qua cái Androidbox uh, Android Box đấy Chứ chúng ta không cần phải làm gì Do vậy mà đây là cái trường hợp mà rất là tối ưu Đây là cái Android Box mà TP650 mình cũng giới thiệu rất là nhiều rồi Và chính xe của mình mình cũng đang lắp Đấy còn à, với cái hệ điều hành zin thì vẫn có tất cả mọi thứ Không thiếu đi cái gì cả bởi vì đây là cái hệ điều hành nguyên bản Còn khi mà cắm lên rồi bấm phát ra luôn Android Đấy, Chúng ta có thể vào mạng nghe nhạc online Đó rất là mượn mà Ok thì ở đây anh em có thể tải thêm rất là nhiều cái ứng dụng nữa Ở trên cái cửa hàng CH Play Để có thể mở ví dụ như là như này này Mở kênh VTV3 em chưa hiểu rõ ý bạn. về à đây. VTV, hãy thử nói. mở kênh VTV3. à ok. đọc lại nha. mở kênh VTV3. đó. xem thử nào. VTV3 trên ứng dụng VTV Go. đó. anh em thấy không? VTV Go ra luôn. à đây nó bắt cập nhật bản mới. thì cái VTV Go này nó cũng giống như trên điện thoại chúng ta hay dùng thôi. đây là phần mềm của VTV. Việt Nam luôn, bản quyền luôn. Thì mình nghĩ nếu như anh em đang đi những cái chiếc xe mà có màn hình như thế này, anh em nên lắp thêm Android Box để biến cái chiếc xe của mình nó trở nên thông minh hơn. Nhưng đối với những chiếc xe mà anh em muốn tích hợp là cả biển áp số thì Android Box Techpad nó làm được cái điều đấy. Và cái này nó rất là tối ưu, ví dụ như anh em cần bây giờ chưa lắp sau này có tiền anh em lắp thêm. Đó. Techpad Car Laybox. Và đây là cái Absolute Techpad này, dòng này là bảo hành 3 năm này. Trong này là bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 2 năm. 2 năm 1 đổi 1. Tặng SIM miễn phí data 1 năm. Và mức giá của nó đang là 8 triệu rưỡi cho cả cái combo này. Thì mình nghĩ nó sẽ khá là phù hợp. Bởi vì cái cấu hình này là RAM 4GB, ROM 64GB. Nên là dùng như vậy thì anh em tẹt ca luôn. Có vài năm nữa anh em cũng không lo. Đó. Uh, Truyền hình. Ok. Đấy thì uh, cả nhà nếu như muốn ra lệnh giọng nói nghe nhạc cho trẻ con có thể đi trên xe đỡ quậy, rồi thì chính bản thân mình lái xe thì mình có thể mở thêm nhiều chương trình để học, cũng như là có bản đồ để cảnh báo tốc độ và đặc biệt là có Absolute tích hợp rất là nhiều trong này, thì anh em có thể nghiên cứu để lắp một chiếc Android Box, còn trên chiếc xe này mình dán phim cách nhiệt này, mình trải xa này, mình phủ gầm này và mình lắp một quả loa siêu trầm ra ở vị trí gầm ghế. Đấy thì nếu mà anh em có nhu cầu liên hệ cho Trung Auto nha hoặc là chọn cái sản phẩm Android Techpad này để lắp cho chiếc xe của mình nó trở nên thông minh hơn anh em nhé. Bye bye anh em.